Vâng, thưa quý vị và các bạn, hôm nay mình sẽ đến Trúc Mai Viên ở thôn 3, xã Nghi Giống. Mình sẽ quay về những cây bơn xôi cho quý vị và các bạn cùng xem. Và trong Trúc Mai Viên này, họ trưng bày những cây bơn xôi rất là đẹp và những cây rất là độc đáo, độc lạ. Mình sẽ vào bên trong mình quay cho quý vị và các bạn cùng xem. Và đầu tiên mình sẽ quay về một cây tùng kim cương. Một cái tùng kim cương có cái dáng rất là đẹp. Và đây là những cái mây, cái mây đã sửa hoàn hảo hết, cái này đã hoàn thiện hết chỉnh chu và rất là đẹp. Và những cái tầng lá cũng rất là xinh. Bông nụ mây thì theo miền Trung mình thì giống mây ở miền Trung mình, mây xanh, đọt xanh rất là đẹp. Và mình sẽ quay trong cái bộ gốc những cái mây này cho quý vị cùng bạn cùng xem. Đúng là một cái mê nó có cái bộ gốc rễ xung quanh nó rất là đều, rất đẹp. Và cây này là cây thứ hai.
4 phía mà.
đài cà mê chiến thủy, một cái góc mê chiến thủy quá độc lạ, quá đẹp luôn. Góc mê chiến thủy quá tuyệt. Và đây là một cây hải châu một giống đủ rất là tuyệt. Cái hải châu này tuy rằng chưa bấm sữa nhưng mà chi cành cũng đầu gì đó hết rồi, chỉ cần cắt gọn lại là ok.
và phía dưới này là một cây khế, một cái gốc khế phải nói là rất là tuyệt. Gốc khế này theo mình nghĩ là quá là tuyệt vời luôn. Ở dưới nó to mà lây nó gút lại nó nhỏ như thế này là một gốc khế quá tuyệt. Để mình quay xung quanh cái gốc khế này cho quý vị và các bạn cùng xem. Gốc ở dưới nó phình ra một cục luôn. Quá đẹp. Và đây là gốc vú sữa, hiện nay cũng đang ra bông vú sữa. Nếu mà cắt gọn lại dẫn tay cành ra thì nó rất là đẹp. Sẽ quay những gốc mê này cho quý vị và các bạn cùng xem. Những cái chậu mê này phải nói cái gốc mê ở Quảng Hải này là cũng có tiếng tăm về những cái gốc mê này. Mình sẽ quay vòng tròn xung quanh một cái tầng dù rất là đều. Và đây là cái bộ gốc. Quá tuyệt.